Bây giờ như thế này. Bây giờ như thế này. Em quay từ đấy rồi. Để con nói chuyện với lại mọi người nghe ha. Là cô chú này á có. Yên. Im. Ở đây không. Yên này. Chuyện gì nói đi, chuyện gì? Sao bọn em không nói chuyện gì? Rồi, rồi. Cô chú này, cô chú bay một cái thang. Yên, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cô chú này bay một cái thang. Thằng đó chạy. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì anh em trong đội thì tiếp tục tiếp nhận một thông tin. Hai chị gái ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về đây khóc lóc và cầu cứu nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để giải cứu giúp một người con gái 18 tuổi. Hiện nay theo thông tin gia đình cung cấp thì bị một số đối tượng thành phần nào đó đang giam lỏng, đang bắt phải trả số tiền là 70 triệu. Thì hôm nay anh em tiếp tục lên đường để từ thành phố Hồ Chí Minh từ Bình Dương để sang thành phố Hồ Chí Minh thì để truy tìm một số đối tượng này để hy vọng là giải cứu được cái cuộc giải cứu này một bé gái này thành công. Nhưng mà chưa biết câu chuyện như nào, nhưng mà hiện nay thì mỗi một ngày là theo thông tin là bé gái phải chia sẻ là phải đóng mất 1.4 triệu tiền lời các bạn. Thì hiện nay anh em đang có mặt ở tại bến xe khách miền Tây các bạn, đang chuẩn bị để truy tìm những một số đối tượng. Chưa biết là câu chuyện này đi đâu. Hy vọng là sẽ giải cứu giúp bé gái này sẽ có cơ hội được quay trở về đoàn tụ gia đình. Bởi vì chị gái này hiện nay đang mang trong mình rất nhiều căn bệnh và phải để trốn nhà đi và vay mượn rất nhiều tiền để đóng cho con gái ở trong suốt thời gian vừa qua các bạn. Đây thì hiện nay anh em đang có mặt ở tại cổng bến xe này, mọi người thấy không? Hiện nay chiều rồi, cũng trời cũng đang chuẩn bị đổ mưa, thì đang có mặt ở tại bến xe khách ở miền Tây đó, từ Bình Dương và về tới miền Tây thì cái quãng đường 50-60 km, quãng đường phải nói là rất xa, nhưng anh em cố gắng hết sức để đi tìm và giải cứu giúp cho gia đình này. Đây này, anh em đang có mặt đây nhá. Đây thì anh em đang mai phục ở cổng bến xe này các bạn đó, mọi người thấy không ạ? Rồi đó, anh em đang căn nhá. Rồi. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Đúng rồi. Bây giờ như thế này. Em quay từ đấy rồi. Để con nói chuyện với lại mọi người nghe ha. Là cô chú này á có. Yên. Im. Ở đây nói. Yên. Chuyện gì nói đi, chuyện gì? Rồi. Sao bọn em không nói chuyện gì? Rồi. Cô chú này, cô chú bay một cái. Yên, bình tĩnh. Cô chú này bay một cái thang. Thằng nó chạy trong này. Bình tĩnh. Đằng yên, em cứ cầm tiền đấy. Không. Em cầm tiền đấy. Không, em cầm tiền đấy. Tiền này tiền gì em cầm tiền đấy. Cầm tiền đấy. Con thằng chạy trong này rồi, nó chạy trong này này. Con thằng chạy trong này rồi. Em cầm tiền đấy. Bình tĩnh. Tiền gì? Em tên gì? Tên gì? Đây là. Đây là hai chị này á. Là sao? Hai chị cho vay. Được cái giấy. Hai chị cho vay nào? Đây là. Thấy chưa? Tôi cho vay cho hai chị này vay. Hai chị nào vay? Ai vay? Bà này tôi đi. Ai vay? Này. Ai vay? Cô Nguyễn Hải nè, anh hiệp sĩ Nguyễn Hải nói cho biết. Anh nói cho là quen, anh quay nãy rồi, quay cái gì? Anh theo dõi vụ này lâu rồi nghe không? Anh ngồi canh em từ lâu rồi nghe không? Thì đừng nói lại. Nghe không? Cấp nghe. Rồi bây giờ em tên gì? Tên gì? Em đã cấp một cái nha, học là. Em tên gì? Em cầm tiền đi, em rút tiền gió đây, rút tiền gió đây. Anh quay không? Anh quay hết rồi. Anh ngồi nhưng con muốn anh quay rồi. Nha.
Rồi đứng lên đi. Em đứng lên đi. Để công an tới. Em cầm đây, tiền trong giỏ. Tiền trong giỏ. Cầm đấy. Lộn xộn nó đập đây ạ. Cầm đấy. Tụi trong giỏ, bỏ ra. Bây giờ bỏ ra. Có bằng chứng gì? Bỏ ra. Ơi, bỏ ra. Anh em phải về hành vi là bỏ ra. Bỏ ra. Bây giờ anh gọi công an. Công an tới. Anh gọi công an. Quay hết rồi, đây là camera quay hết rồi nè. Ok, anh gọi công an. Đứng đây. Đứng đây. Anh gọi công an. Đứng đây. Ok, anh gọi công an. Đứng đây. Giữ lại mà không chạy được. Anh gọi công an tới. Đứng này. Anh gọi công an. Rút tiền luôn đó. Không. Quay hết rồi, cầm đấy. Cái tiền đó thì người ta đưa cho tôi. Đưa đi cầm đấy. Không có biết gì. Rồi cầm đấy, không biết tại sao quay tiền. Và anh có quyền gọi công an tới. Rồi. Anh quyền gọi công an tới. Mày lừa đảo phải không? Anh có quyền gọi công an tới. Lừa đảo đúng không? Anh gọi công an. Bây giờ lừa đảo đúng không? Còn thằng nữa. Thằng nữa trong quán này, thằng nữa trong quán này. Anh em bay đây. Này. Mày cầm tiền đây. Tiền là nó lấy của người ta, nó bỏ vào đây. Cầm tiền trả tiền nè. Mở ra. Mở ra. Em mày mở ra tiền đó. Ủa, cái gì vậy? Mày mở tiền ra. Tiền sao đánh tôi? Mày mở tiền ra, lấy mày lấy của người ta mà mở ra. Quay hết rồi, nghe không? Quay hết rồi. Mở tiền ra. Mở tiền ra. Thằng này là nó lừa đảo. Lừa đảo. Nó bắt tống tiền con người ta 70 triệu. Nghe không? Anh em quay bằng chứng. Bình tĩnh nhé, Rồi. Anh có quyền gọi công an. Rồi. Số tiền đây nha, không cãi nha. Rồi. Anh có quyền gọi công an. Rồi bây giờ tiền để đây nghe không? Tiền để đây. Ok chưa? Bây giờ tiền để đây. Vô trong. Vô trong này ngồi. Thằng nữ chạy trong này nè. Hai thằng. Cái gì? Được rồi, có công an tới. Nha. Chúng mày lừa đảo nghe không? Cái tiền này tiền gì? Anh gọi công an chưa? Nhưng mà tiền này tiền gì? Tiền này tiền người ta đưa cho tôi nha hả? Tiền gì? Tôi không có quyền nói chuyện ở đây mà tôi nói chuyện với công an. Rồi thằng này bỏ tù luôn. Thằng này, con này đi ra. Không gọi điện, nghe không? Nhưng mà đây điện thoại của tôi đây. Ủa mày cũng để đây, công an ra giải quyết. Nghe không? Camera nè, anh quay từ xa cái này đi, có bằng chứng nè, anh không quay kiếp. Quay hết rồi, nghe không? Mày sao mày chạy được không? Hai thằng, còn thằng nữa trong này. Anh em vay được chứ, còn thằng nữa. Hai thằng. Rồi con này mày đi xa luôn em nhé. Anh vay mày từ lâu rồi, nghe không? Anh ngồi căn anh vay mày lâu rồi, nghe không? Ở đây mà không có cam đây thì mày mệt rồi nhá. Mày lừa đảo là vừa phải thôi. Anh có quyền gọi công an và tôi không có chia sẻ gì ở đây hết. Rồi. Tôi sẽ làm việc với công an. Bộ mặt này là ngon rồi nhá. Lừa đảo chuyên nghiệp rồi ha. À, kính thưa cô chú anh chị, à, đây là bắt sống hai tên, nhưng mà một tên đã chạy mất rồi. Một tên đã chạy nhanh đòn chạy mất rồi. Một tên hiện nay đã chạy mất rồi. Rồi chị bình tĩnh đi. Chị gái bình tĩnh, công an sắp tới rồi. Bình tĩnh. Nha. Yeah. Bình tĩnh thôi. Hiện nay anh em bắt sống rồi, từ Bình Dương để sang thành phố Hồ Chí Minh bắt sống rồi. Tại bến xe, cổng bến xe khách miền Tây các bạn. Đó anh em bao vây từ cả buổi chiều này, mưa rất to cô chú anh chị. Đó, bây giờ mưa rất to. 3 ngày nay anh em bao vây bắt được rất nhiều tên rồi. Đó. Rồi. Không chạy được. Không chạy đâu. Bọn này là hơi bị mệt rồi nhá. 70 triệu em biết là bao nhiêu không? Hả? 70 triệu biết em biết bao nhiêu không? Tiền lời của người ta em lấy cái gì mà một ngày hơn 1 triệu. 1 triệu tư tiền lời một ngày. Hả? Căn nó chạy nha, căn nó chạy nha. Mày chạy là cái giò nha. Thông báo chạy là cái giò luôn. Chạy là cái giò đó. Hai thằng một thằng nhanh ý chạy mất luôn. Có người gọi rồi nghe không? Nhưng mà bảo vệ nói chung là từ sáng đến giờ mới bắt được một tên này. Thôi con đi chơi kia. Con đi chơi qua. Hiện nay anh em bắt sống quả tang luôn. Nè, cái số tiền nó hiện
số cây số cây gì anh nói thẳng số cây nó nhờ em lấy hay là sao cái này nó qua em không qua mày có mặt bây giờ ở bên em làm với công ty nào đa cấp không? Vâng. Bọn này đa cấp rồi. Đa cấp. À, đa cấp. Đây là tiền đa cấp mà. Đa cấp. À, hiện nay đa cấp lừa đảo rất nhiều, hiểu không? Mấy ngày này anh bắt liên tục. Đa cấp. Vậy đa cấp đúng không? Đa cấp hiện nay em mở. Em mở ở đâu? Ở đây. Rồi, để nói chuyện trực tiếp với công an. Mà này đa cấp hay gì? Đa cấp cái gì? Tôi không có làm gì sai nên mọi người cứ quay hình. Nhưng mà đa cấp đúng không? Để quay lại làm việc. Đúng đa cấp chưa? Đa cấp rồi. Rồi đa cấp. Dính con nhỏ này dính mấy rồi đa cấp. Bé này dính đa cấp nè, mấy đứng đây em, đứng ở chờ công an tới nha, không có đi nha. Em cầm tiền nhận tiền của người ta rồi. Nhưng mà tại sao em nói chuyện làm sao mà người ta bán nhà bán cửa để đưa tiền cho em? Tôi không hề có cái điều đó. Đây này, tại sao người ta vay mượn bán nhà bán cửa đây đưa cho em? Hả? Thế bây giờ em nói chuyện làm sao mà em bùa mê thuốc lú làm sao mà người ta bán nhà bán cửa đưa cho em? Đây là theo thông tin ban đầu là đây là có thể là đường dây đa cấp. Lúc trước là ba mấy triệu đúng không? Đa cấp rồi là công ty đa cấp rồi. Rồi, kính thưa cô chú anh chị ạ. Chỗ này bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu triệu đó? Rồi. Tiền massage. Rồi, cho mày massage luôn. Đa cấp. Rồi, công an đang tới rồi kìa. Rồi, quả này đi xa luôn. Nha. Thanh niên trai trắng mà đi lừa đa cấp. Không. Em đi khóa nào chưa? Đi khóa nào chưa? Em đi khóa nào chưa? Mặt này đẹp trai ha. Còn này khuôn mặt này tối nay lên truyền hình sáng sủa đây. Nha. Đây thanh niên này cao cũng chạc 1m7 hơn 1m7 các bạn. Nhưng mà đã lừa đa cấp. Đây. Đây là đa cấp rồi. Không? À đúng thằng này không cô? Đúng luôn đi. Rồi còn này đi xa luôn rồi. Rồi còn này đúng đi xa rồi nha. Em năm nay hai mấy tuổi rồi? Hả? Em chia sẻ với bên công an. Em có tập gym không? Đẹp người tướng ngon ha. Tướng này lừa tốt nha. Hả? Tướng đẹp trai mà chịu khó làm ăn đi lừa này hả? Anh ngồi anh căn trong quán này rồi. Anh con căn đây lâu rồi. Nghe không? Rồi hiện nay anh em hiệp sĩ Bình Dương từ Bình Dương để sang đây truy tìm một số tên đa cấp lừa đảo. Bắt sống rồi. Hiện nay đã tịch thu được số tiền và tang vật và người đó. Hiện nay cô gái 18 tuổi này đang bị tẩy lão rồi nha, đang bị tẩy lão rồi. Tôi nói bình tĩnh, chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Đây là nó bị tẩy lão rồi, yên tâm đi, về anh em tẩy lão cho. Nha. Yeah. Nó chạy mất đó. Cái này thanh niên này lừa đa cấp, theo thông tin mà người dân đây chia sẻ thì thanh niên này đã lừa rất nhiều lần. Có người gọi rồi em nhá. Gọi công an rồi nhá, xíu nữa công an ra, em chờ đi ha. Mình lừa đảo làm sao thì mình cứ bình tĩnh nhá. Mình lừa bao nhiêu người thì mình có nói thật đây thì tội nó nhẹ, nghe không? Nếu không đi xa nữa, số 70 triệu này em này, thấy không? Anh ngồi anh căn em cả buổi chiều luôn, nhá. Anh căn bên cái đường, căn hai bên này đường từ chiều, nhá. Hiện nay là em lừa bao nhiêu người phải mất nhà mất cửa rồi. Em lừa bao nhiêu người rồi em trai? Lát nữa em lên đồn công an sẽ chia sẻ cho bên công an nha. Nhưng mà bên công an mà đưa thông tin gì xuống á thì sẽ làm một cái bằng chứng á, xác thực nó tốt nhất. Nhưng mà hiện nay em lừa bao nhiêu người rồi? Em không có quyền chia sẻ với anh được, bởi vì em không biết. Tại sao? Em sợ anh là đang giành giật, anh đang lừa đảo gì đó. Lừa đảo đây này. Sao em nói là anh lừa đảo tiền kia đi, mày nói là tao lừa đảo? Em cũng không biết được. Kia tiền kia của ai? Trong anh, túi mày móc ra. Anh mới đánh em, anh mới. Nhưng mà tiền này trong túi mày móc ra. Mày nói là anh lừa đảo. Tại sao mày nói anh lừa đảo? Nhưng mà em chưa làm gì anh hết. Nhưng mà tiền kia tại trong túi mày móc ra mà mày nói anh lừa đảo. Anh lừa đảo cái gì? Anh đừng có đánh em. Nhưng mà tại sao mày nói anh lừa đảo? Nghe không? Nhìn chưa? Anh theo dõi mày cả buổi rồi. Nghe không?
hai đứa gắn hai đứa chân hai đứa luôn để gửi xe bốn đứa mà bốn đứa bé này nữa bốn đứa đứng đây em đứng đây em có liên quan em đứng đây em không có tội thì công an cũng giải quyết nha, nếu có tội thì cũng công an giải quyết, đứng đây đi rồi chỉ đứng đây tí đưa công an đưa nó chạy mất ra lấy xe nó chạy mất bốn đứa trong này còn đây nè đứng đây em đứng đây hôm nọ mới bắt một băng đa cấp rồi nghe không đây là fan đa cấp lừa đảo nó lừa rất nhiều người nó lừa rất nhiều sinh viên bỏ nhà bỏ cửa treo cổ bây giờ mấy chị chạy lục cái dấu gì lỗ gì mày giỡn mặt ở đây không giỡn mặt ở đâu đây tiếp tục một cô gái nữa các bạn đây nó chạy đó nó chạy đó. Đây hôm nay bắt là một nguyên băng đa cấp luôn đây là nguyên băng đa cấp của chú chị không bây giờ ấy là em lừa được bao nhiêu đứa sinh viên rồi bao nhiêu đứa đang học rồi em không có lừa thế không lừa em bên đa cấp lừa đảo đúng không em không có đa cấp thế em có chung bên không không cái này không liên quan gì không liên quan rồi mà em đứng đi tí công an tới nhá ok chưa mình có tội hay không có tội thì công an làm việc với anh cái này anh chưa có kết luận em có tội nhá không có nhắn tin gì đi em nhá mình không có nhắn đâu cho nó cầm thoải mái nhá không có xóa đâu anh khôi phục được hết à nhá xóa không lỗi đâu trong này còn đứa nó chạy mất rồi thằng con trai chạy mất rồi quan này đó, không chạy được chạy cho lỗi anh căn em từ chiều rồi em gái em năm nay nhiêu tuổi rồi 20 không 22 tuổi rồi tuổi này cứng rồi anh mới bắt một Ben xong mới bắt một Ben luôn nhá quả này đẹp mặt luôn chạy đâu anh cũng quay phim rồi anh quay hết từ đầu rồi không có chạy được rất nhiều đứa sinh viên nào mất nhà mất cửa luôn hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương bắt là nguyên ban Ben đa cấp ạ đây là toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh toàn cảnh cổng bến xe khách miền Tây đây là toàn cảnh trời đang mưa anh em cố gắng hết sức để đi truy tìm bắt một băng đa cấp hiện nay đang nhận một số tiền là 70 triệu và em gái này theo gia đình hiện nay đã phải mất nhà mất cửa rồi đâu thấy rồi nha nhắn tin xóa dấu vết rồi giữ giấy tờ lại cứ giữ giấy tờ lại rồi 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 ok rồi đây đúng dấu nha nguyên đen luôn rồi rồi quả này thì đẹp mặt nha mới lăn tay đâu mới là mới ép quả này lăn tay đâu con nhỏ này là bị nó tẩy lão rồi nhưng mà nói là 7 ngày con nhỏ này bị nó tẩy lão rồi con nhỏ này không gặp rồi nghe hãy rồi con nhỏ này mới trong kia rồi rồi xong hôm bữa bắt rồi rồi xong luôn nha cãi được không rồi hôm bữa quay phim rồi đính nó luôn con nhỏ này luôn đúng con nhỏ này luôn này không cãi nha thấy chưa mặt chạy được không rồi xong nhá xong phim luôn rồi xong phim luôn toàn cảnh luôn rồi đúng mẹ mọi người men luôn rồi đây này đây là mực mới lau con này mới lăn tay nữa nè tay mới lăn bé này là bị tẩy lão rồi rồi quả này đi xa đa cấp mấy này là công an nó đang vào mạnh đang vào cuộc hiện nay giải trình em cứ ngồi đây đi em tí em giải trình em lấy tiền của ta quay cái này nè là mới lăn tay xong rồi thấy rồi để em đọc chị đọc cho em xem nào chị đọc cho em xem nào đọc đi Nguyễn Thị Như Bình đúng không dấu mới lăn rồi để đây cất đi đeo nó sẽ mất cất đi rồi quay đi xa luôn mặt này là hôm nọ anh quay mà phim mấy lần rồi em không biết à anh xâm nhập vào em mấy lần em không biết à rồi hôm nay đi xa luôn rồi bé nhá năm nay đến 30 tuổi chưa hả
Đây, đây là toàn cảnh, đây là toàn cảnh nha. Đó. Em gọi 113 chứ 114 thì cũng chờ từ từ vào dọ, nghe không? Em gọi cỡ nào em cũng đi nhanh, nghe chưa? Không có chạy đâu được hết á, nghe không? Rồi chị bình tĩnh nha, công an đang tới rồi. Rồi qua đây đi xa rồi. Qua đây về hết lấy chồng luôn, nghe không? Qua đây về là hết lấy chồng luôn. Thanh niên này em sao mặt em bôi phấn bôi son này đỏ thế? Hả? Em có bình thường bôi phấn bôi son đỏ ấy. Hả? Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tóm gọn luôn cái nguyên ben rồi các bạn, nguyên ben đa cấp luôn. Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương bắt được một men đa cấp 4 tên đã lừa đảo và hiện nay đã nhận số tiền là 70 triệu các bạn. Thì anh em bắt được thì hiện nay hai đối tượng đã chạy mất rồi. Hiện nay còn hai đối tượng các bạn. Hai đối tượng hiện nay đối tượng mất một cái. Đó. Cho nên là được rất đông luôn. Đó. Đó. Đây hiện nay đường phố thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cổng bến xe khách miền Tây các bạn. Đó. Đó. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, thì đây là tiếp tục là một trong những đường dây phải nói là dây đa cấp rất chuyên nghiệp. Chính vì lý do như vậy cho nên hiện nay thì rất nhiều các sinh viên, các thanh niên, các nam nữ, các tuổi đời rất trẻ, thậm chí còn đang tuổi học nhưng có thể là chấp nhận bỏ học để đi theo mà bị một số đối tượng lừa đảo dụ dỗ như thế này. Đây là một đường dây đa cấp trá hình các bạn, lừa đảo rất nhiều các em sinh viên hiện nay đã phải bỏ học để lừa đảo gia đình để lấy tiền để đóng vào những công ty đa cấp này để hy vọng là lên những chức gọi là trưởng phòng, phó phòng. Nhưng đây là một cái thủ đoạn phải nói là lừa đảo một cách rất tinh vi. Hiện nay theo thông tin gia đình cung cấp thì chính bản thân em gái này 18 tuổi đã bị một số đối tượng đa cấp này là thời gian trước đã lừa hơn 30 triệu rồi. Còn bản thân bây giờ thì chính người cha của em gái 18 tuổi này thì hiện nay đang bị liệt ở nhà. Còn chính người mẹ này cũng lợ lần rất nhiều, người mẹ phải trốn và đến giờ phút này thì thấy con bị bắt, bị nhốt. Nghe như vậy người mẹ phải tiếp tục phải đi vay mượn được 70 triệu để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đi tìm cách để cứu giúp. Thì cũng rất may mắn là hôm nay thì anh em đã bắt sống gọn quả tang, nhưng mà trong đó là 4 đối tượng, hiện nay thì 2 đối tượng đã chạy mất, còn 2 đối tượng thì bắt được. Nhưng mà những đối tượng này phải nói là một cách thực hiện một cách rất tinh vi và rất ngoan cố, không bao giờ khai. Thì cô chú chị bạn xem đây là một trong những bài học dành cho tất cả các cô chú anh chị, hy vọng mọi người cảnh giác hơn, tránh tình trạng bị lừa đảo dụ dỗ giống như này.